Chiều ngày 8 tháng 11, Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1, Khu Quản lý Đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 11, xe khách 45 chỗ lưu thông trên đường tránh hướng Nam Bắc. Đến km 24 150 thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thì xảy ra va chạm với xe máy, rồi tiếp tục va chạm với xe tải lưu thông chiều ngược lại. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Tại hiện trường, phần đầu xe khách và xe tải hư hỏng nặng sau va chạm, kính chắn gió vỡ vụn, xe máy bị văng qua sát lề đường. Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy và tài xế xe khách bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.